Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Toàn cảnh đám cưới trong mơ Quế Chân Đình Chí Đám cưới của Quế Chân Đình Chí không chỉ được khán giả mong đợi, mà giới truyền thông cũng xôn xao khi mọi hình ảnh được giữ kín đến phút chót. Thông tin Quế chân lên xe hoa với đình chí không chỉ khiến fan hâm mộ nghẹn ngào, chúc phúc cho cặp đôi. Mà những hình ảnh đám cưới của nàng nghệ sĩ được giữ kín bởi sự riêng tư. Trước khi đám cưới được diễn ra, rất nhiều phóng viên theo dõi mảng giải trí được Quế chân gửi thư cảm ơn cũng như mong muốn không tác nghiệp tại hôn lễ. Vì thế những hình ảnh của cặp đôi được khán giả vô cùng tò mò. Dưới đây là một số hình ảnh được nhiếp ảnh Lê Trí Linh ghi lại trong ngày ăn hỏi cũng như đám cưới cổ tích của Quế Trân. Nghệ sĩ Quế Trân mặc váy cô dâu, khoe nhan sắc rạng rỡ. Ở tuổi 39, cô vẫn giữ được sự trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn khiến nhiều người ghen tị. Mới đây, nhà thiết kế Minh Châu cùng với nghệ sĩ Quế Trân đã thực hiện một bộ ảnh nhằm giới thiệu những mẫu áo dài cưới độc đáo nằm trong bộ sưu tập mới trong thiết kế áo dài trắng đầu tiên nghệ sĩ quế chân thoát lên sự mặn mà duyên dáng bộ trang phục với điểm nhấn phần gen mỏng ở cô được thêu tỉ mỉ họa tiết hoa tôn lên nét nữ tính của người mặc trong hai thiết kế tiếp theo nhà thiết kế tiếp tục phát huy sở trường trong việc đính kết sắp xếp họa tiết để những chiếc áo dài truyền thống trở nên độc đáo thể hiện đúng tinh thần trong ngày vui trọng đại với thiết kế gen mỏng được thêu tỉ mỉ nghệ sĩ Quế Trân đã cho thấy được sự gợi cảm của một cô gái khi bước về nhà chồng xong vẫn giữ được sự chuẩn mực. Tính truyền thống vốn có của người con gái Việt. Có thể thấy, ở tuổi 39, Quế Trân vẫn giữ được cho mình sự trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Quế Trân cho biết cô luôn ý thức bản thân là một người nghệ sĩ nên đặt nặng việc giữ hình ảnh trước công chúng. Nữ nghệ sĩ chọn cho mình cuộc sống bình yên không quá xô bồ, bon chen. Thay vào đó, cô dành thời gian nhiều hơn cho nghệ thuật và gia đình. Tôi giữ cho mình tinh thần lạc quan, luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Bản thân tôi cũng hòa nhã, vui vẻ với mọi người xung quanh bởi đó cũng là cách giúp tinh thần mình được thoải mái hơn. Tuy nhiên, có lẽ chính việc được hoạt động nghệ thuật giúp tôi lão hóa ngược. Bản thân tôi thấy vui Hạnh phúc vì được sống với đam mê của mình. Có lẽ vì thế mà tinh thần tôi luôn phấn khởi. Đình Chí và Quế Trân hát rất hợp với nhau. Hai người cũng có nhiều sản phẩm được khán giả thích nên họ đồn vợi thôi. Tôi và Trân chỉ là bạn bè tri kỷ, hao đứa rất thân nhưng 5 năm rồi mới kết hợp lại. Do quan điểm nghệ thuật khác nhau, Quế Trân là một nghệ sĩ solo còn tôi là nghệ sĩ và một nhà sản xuất nên cả hai quyết định tạm thời ngưng hợp tác nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường cho tới thời điểm cuối năm ngoái cả hai mới quyết định tái hợp tôi cảm thấy chuyện ăn bánh trả tiền là điều bình thường tôi sống bên úc nên suy nghĩ thoáng và không đặt nặng vấn đề đó tôi nghĩ khi mình còn độc thân thì chuyện đó là bình thường khi nào mình có người yêu mà làm chuyện đó thì mới cảm thấy tội lỗi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.